quê nhỏ nhỏ lắng nghe lời chuông nhiệm màu hương trầm thôn ngát lòng xuân an tinh tịnh là tình tịnh tan khéo khen con đây có tìm biết chăm trồng cây phước đức giữ gìn căn lành thiện tâm thương đời thương chúng sanh nơi mái chùa diệu vàng pháp âm con lắng lòng học lời Thế Tôn Đức Như Lai đã truyền trao lời kinh vàng cho con hiểu hướng con về nơi tốt lành xa đường hư ác đừng đi tam tinh tình là tình tính tam cuối sinh tam bảo hộ trì chúng con nguyện đi khắp và làm theo lời người khuyên cho đời nhân ai sáng tươi.